Chào các bạn, buổi ngày thứ hai, cụ thể là chiều thứ hai, một buổi chiều rất là tuyệt vời, năng lượng, và một tuần mà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn ơi. Và hôm nay là buổi chiều thứ hai và mình rảnh, mình mới vừa nói chuyện với một bạn học viên của Bi cũng cách đây là 4-5 năm rồi, và bây giờ bạn rất là phát triển. Hôm nay bạn rảnh và bạn ghé thăm mình, và cái cuộc chia sẻ rất là thú vị. Và bây giờ bạn đã rất là phát triển rồi, bạn đã có công ty riêng, trung tâm riêng rồi. Và cũng như những cái cuộc chia sẻ này, và nếu mà bạn nào thường xuyên mà các bạn theo xem những cái chương trình chia sẻ này và bạn có sự thay đổi, thì 4-5 năm sau nữa cái cuộc sống của bạn nó cũng khác biệt ra, nó tốt ra rất là nhiều. Và hôm nay mình chia sẻ bạn tiếp cái chủ đề hôm trước là 18 điều mà người thành công họ hay làm. Những người chủ doanh nghiệp thành công họ hay làm, tuy nhiên những người thất bại thì họ không có làm. Họ làm những cái điều khác, họ làm những điều ngược lại, và đó là lý do mà họ thất bại. Và vừa rồi các bạn thấy phần 1 và phần 2 mình chia sẻ đến cái điều thứ 10 rồi đúng không? Bây giờ tới cái phần thứ 3 này, bắt đầu mình chia sẻ từ phần số 18, từ phần số 11 đến số 18 là nó sẽ hết. Và ngay buổi tối hôm nay là nó sẽ hết. Chào bạn Nguyễn Quốc Thoại. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Thành Võ. Bây giờ chúng ta cùng nhau chào nhau và kết nối nhau đi các bạn. Chào nhau và kết nối nhau. Mình thấy chào bạn Liên Phương Hoàng nè. Bạn là vào sớm nhất nè. Rồi bạn Lê Ngọc Tâm nè. Tuyệt vời. Bạn Hoàng Bá Thành nè, bạn Anh Bùi nè, bạn Thủy Lanh nè, bạn Nhật Nguyên nè, bạn Luyện nè, Anh Bùi nè, Lan Vũ nè, Lâm Văn nè, bạn Nguyễn Quốc Thoại nè, bạn Phan Tấn Đông nè, bạn Nguyễn Đoan nè, Ruby Nguyễn nè, Nguyễn Phú nè, Ken Phúc nè. Ok, chào tất cả các bạn. Hãy chia sẻ cái livestream này đi. Và đảm bảo rằng các bạn theo dõi cái livestream này đến cuối cùng. Hôm nay là phần số 3 trong cái chuỗi mình chia sẻ 18 điều những người doanh nhân thành công họ làm, và những người thất bại thì họ không có làm đâu. Chào bạn Nguyễn Thanh Giang. Vâng, chào bạn Phan Tấn Đông. Và hãy chia sẻ cái livestream này đến với những người thân yêu của bạn. Chào bạn Nguyễn Đoàn, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Và hãy chia sẻ này và rất là nhiều người cùng xem. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống lần đầu tiên biết mình để mình như thế nào sau cái livestream này mình kết nối với các bạn. Và các bạn hãy thường xuyên xem những cái livestream này, thì sắp tới bạn sẽ có những điều thay đổi, và biết đâu những điều thay đổi này làm cho bạn tốt hơn. Chào bạn Đỗ Ngăn Thương, ok chào em. Chào bạn Sĩ Phú. Chào bạn Huỳnh Thị Hữu Lễ, ok. Chào bạn Đồng Đổng Đi Ai Tuấn, ok. Chào bạn Tuấn nha, rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn cũng giới thiệu về các bạn đang ở đâu, các bạn làm gì để mình biết. Các bạn không giới thiệu thì mình đâu có biết đâu. Chào bạn Huỳnh Văn Ninh, ok, bạn Ninh rất là tuyệt vời. Vâng, các bạn phải giới thiệu đi mình mới biết chứ, các bạn không giới thiệu thì mình đâu có biết các bạn ở đâu, ở cái khu vực nào. Rồi mọi người cùng xem livestream này mọi người cũng biết bạn nữa. Chào bạn Tú Trần. Vâng, chào bà Sĩ Phú. Bạn Sĩ Phú thì ngày mai sẽ đi với mình lên trên Củ Chi. Bạn Sĩ Phú là bạn chuyên làm về môi giới bất động sản. Ok chưa? Vâng, và bây giờ chúng ta chia sẻ tiếp. Cái điều thứ 11, thầy khỏe không thầy? Ok, bạn Đổng Anh Tuấn. Ok, rất là khỏe bạn Anh Tuấn ơi. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng bạn Anh Tuấn ha. Hiện tại bạn Tuấn ở đâu? Bạn comment xuống. Bạn ở đang ở tỉnh nào? Bạn comment xuống nha. Mà điều thứ 11, bạn nào mà muốn xem điều số 1 cho đến điều số 10 thì các bạn đi xuống những cái livestream phía dưới vẫn còn nằm trên cái Facebook này, hoặc là các bạn vào trong YouTube để các bạn xem những cái điều trước. Và hôm nay mình nói với các bạn cái điều số 11. Cái điều số 11 thì người doanh nhân thành công, người doanh nhân thành công. Vâng, bạn Tuấn ở Sài Gòn tuyệt vời. Người doanh nhân thành công thì họ tập trung vào gì? Họ tập trung vào cái sự dư giả. Họ tập trung vào cái cuộc sống dư giả. Bạn Tú Trần ở Bình Thạnh. Còn người
doanh nhân thất bại thì họ như thế nào ạ? Họ tập trung vào cái gì ạ? Cái cuộc sống thiếu thốn, cái cuộc sống vừa đủ, cái cuộc sống thiếu ăn. Họ lúc nào họ cũng rên rỉ, họ cũng than thở. Còn người doanh nhân thành công thì họ tập trung vào cái cuộc sống đầy đủ và dư dả. Ok. Nên phải năng lượng em ơi. Em lúc này cũng cần phải vô cùng năng lượng. Chuẩn bị chào đứa con ra đời là phải năng lượng nha, nên nha. Để đứa con nó đón nguồn cái nguồn năng lượng của từ ba mẹ thì nó mới phát triển được em. Có biết con trai hay con gái cho em. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Hữu Vinh, lâu quá chưa gặp em. Ok chưa? Lúc này em cái đầu trọc nhìn hết tóc rồi đúng không? Vậy rồi. Chào bạn Phan Bạch Yến. Ok. Bạn Mỹ rất là tuyệt vời. Mình lại nói tới cái chủ đề tiếp. Cái người mà doanh nhân thành công á, năng lượng 100%. Đúng rồi Hữu Vinh ơi. Lúc nào vậy á, năng lượng cũng phải tuyệt vời. Ok chưa? Người doanh nhân thành công thì họ như thế nào? Họ luôn nghĩ tới cái cuộc sống dư dả. Họ suy nghĩ về cái cuộc sống dư dả, cái cuộc sống họ nó đầy đủ. Chào bạn Thủy Thị Hồ. Chúc thầy buổi chiều mưa mát mẻ đó vâng. Mình đang ngồi nè. Các bạn nhìn ra ngoài view nè, trời mới vừa mưa xong nè. Các bạn nhìn ra cái view nè. Đó, ok chưa? Cái kiến nó hơi bị dơ nên các bạn thấy nó mà. Đó, các bạn nhìn view. Hồi nãy ngồi nhìn view này mưa đẹp. Đây là cái view của mình nhìn nè, sông Sài Gòn này các bạn thấy không? Nhà mình đó, trực tiếp sông Sài Gòn, bên kia là bán đảo Tân An, lúc xưa mình ở bên đó đó. Ok chưa? Bên đây là nhà cửa nè. Nhà cửa đồ quá trời nè. Dưới này là cái hồ nước nè, câu cá nè, ok chưa? Các bạn thấy chưa đó, cái view sông Sài Gòn đó, mình cho các bạn view. Bữa nay trời mưa nhưng cũng đẹp. Trời nắng nhưng lại càng đẹp nữa các bạn ơi. Đẹp mê hồn luôn. Ok, bây giờ mình quay lại chủ đề. Cái người thành công thì họ tập trung vào cái sự dư dả. Họ làm sao cho cái cuộc sống họ nó càng ngày nó càng đầy đủ. Họ càng ngày họ càng nâng tầm cái cuộc sống họ lên. Họ ráng tập trung vào làm sao để họ có cái nhà đẹp, ở vị trí đẹp, trang thiết bị trong nhà tốt, cuộc sống đầy đủ. Họ trải nghiệm cuộc sống xung quanh họ. Bản thân tối nay mình cũng hẹn với các bạn mình đi ăn. Mình tối thứ hai nào cũng gia đình mình cùng với các bạn đi ăn. Họ kết nối với những người thành công, những người có cuộc sống tốt. Để nó như thế nào? Để họ có cái cuộc sống nó dư dả, nó đầy đủ. Còn những người mà doanh nhân thất bại á, là họ nghĩ tới sự thiếu thốn, họ nghĩ tới sự khó khăn, cuộc sống họ quá gì tức là họ không có để ý tới cái gia đình, họ không có để ý tới cuộc sống của họ nhiều, họ ăn uống kham khổ, tức là không phải nói là họ không có tiền đâu, nhưng mà họ có tiền họ cứ giữ khư khư chứ họ không có dám trải nghiệm và trang trải cuộc sống. Mình ở đây mình không nói là hoang phí, mình nói là dùng đúng, nhưng mà chúng ta tạo ra đồng tiền để chúng ta trải nghiệm. Mỗi một tuần chúng ta đi ăn một nơi, mỗi một tuần chúng ta trao đổi một nơi, chúng ta dùng đồng tiền để chúng ta có được cái trải nghiệm trong cuộc sống này, có được cái trải nghiệm trong cuộc đời này thì chúng ta mới dễ dàng và thành công được. Các bạn nào chưa chia sẻ live stream mình thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ cái live stream của mình đi. Bạn nào có cái câu hỏi nào thì hỏi mình, để mình biết, mình nói cho các bạn. Ok chưa? Bây giờ mình đang nói theo bài đã. Bạn nào có câu hỏi nào thì hãy comment xuống. Ok chưa? Vậy thì những người chào bạn Kim Loan Khonia. Ok, lúc này em sao rồi? Và còn những cái người kia thì họ nghĩ tới cái sự thiếu thốn mà. Họ nghĩ tới cái sự tiết kiệm. Họ không có dám làm những cái đột phá cá nhân của họ. Những bạn đi học chương trình mình nói là làm cũng bắt đầu ra tiền rồi, mình nói là kỳ này đi Singapore đi. Để những bạn không có tiền thì đang tích góp thì mình không có nói. Nhưng mà các bạn bắt đầu có tiền rồi mà nó đi Singapore. Nhưng mà cái ngưỡng lớn nhất trong đầu họ là họ sợ tốn tiền. Họ sợ không biết ngoại ngữ. Họ không chịu tập một cái suy nghĩ nó rất là quan trọng, đó là suy nghĩ đột phá. Tức là chúng ta phải dám làm một cái gì đó mà hồi giờ chúng ta chưa làm đi.
Và chúng ta làm cái điều đó chừng vài lần thì tự nhiên con người chúng ta nó có một cái suy nghĩ đột phá. Nó là chúng ta phải dám đi nước ngoài một lần đi. Vấn đề nó không phải là tiền, mà các bạn có dám hay không? Bạn có quyết không? Bạn có đi hay không? Và nếu chưa có tiền thì chúng ta phấn đấu cho cái mục tiêu đó, thì tự nhiên con người chúng ta nó sẽ đột phá. Và bạn dám đột phá để bạn làm cái việc đó, thì sau này bạn mới dám đột phá và làm những việc khác. Còn lúc nào cũng cứ ngồi, cho bạn trang trí, lúc nào cũng cứ ngồi lo lắng, sợ sệt, sợ không có tiền, rồi chờ đầy đủ rồi mới đi, thì cái con người bạn nó chả đột phá gì hết. Đó là cái tính cách của những người mà họ thiếu thốn, họ không có đột phá được. Hồi kia mình đi vào Sài Gòn này thì mình cũng vậy thôi, mình cũng đâu có gì, nhưng mà mình dám đột phá. Mình dám suy nghĩ là đặt mục tiêu là đi nước ngoài là bằng mọi giá phải đi cho bằng được, thì tự nhiên cái vấn đề đó nó làm cho con người mình nó đột phá đi. Rồi hồi kia mình ước mơ là mình mua nhà cửa, là mình phải mua ở quận 2. Các bạn biết quận 2 là cái quận mà nó rất là đẹp. Và các bạn thấy, nếu các bạn theo dõi bất động sản, thì quận 2 sau này là cái quận nó sẽ là phát triển nhất. Ok chưa? Mình phải đặt mục tiêu là mình phải có nhà cửa quận 2, cái view mình phải nhìn ra sông. Và mình suy nghĩ như vậy để mình đột phá cái con người của mình. Các bạn hiểu chưa? Và năm vừa rồi mình đặt mục tiêu là mình đi Anh, thì bắt đầu mình đi Anh. Mình đặt tiêu mình sở hữu những miếng đất bự, bắt đầu mình sở hữu những miếng đất rất là bự. Bạn hiểu chưa? Tức là chúng ta phải đặt mục tiêu và chúng ta phải dám đột phá. Còn lúc nào cũng đợi cái gì mới đủ để mới làm. Cá nhân bạn không đột phá thì tất cả mọi thứ bạn đều không đột phá được. Khi khởi nghiệp thất bại, ý chí khôi phục lại là gì thầy? Cái gì? Cái bạn đánh bạn có dấu, bạn đánh có dấu không đọc được. Cái gì khi khởi nghiệp thất bại? Cái gì? Không hiểu bạn làm văn, bạn viết cái gì? Làm ơn bạn viết rõ rõ chứ gõ chậm chậm cũng được. Viết rõ rõ như thế này mà đọc không được làm sao hiểu ý bạn? Nên cái người dân dân thành công á là họ như thế nào ạ? Họ luôn suy nghĩ đến cái sự dư dả. Và nếu họ chưa có điều kiện thì họ tập trung vào một mục tiêu và họ làm cho bằng được, để họ gì? Họ đột phá cái cá nhân của họ đi. Tại vì họ làm được đó, họ làm được một việc họ đột phá, việc hai họ đột phá, việc thứ ba họ đột phá, thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Họ sẽ kéo dài cái thói quen đó. Và thế là trong cuộc sống của họ, kết quả cuộc sống của họ nó sẽ tạo ra cái sự đột phá rất là tuyệt vời. Và ai cũng cần những cái tính cách đó để mà cái cuộc sống chúng ta nó đột phá, nó thay đổi đi. Mình mới vừa đọc một cái tin nhắn của một bạn xong. Bạn đó cũng gần 40 tuổi đời rồi. Và bạn nói là vừa rồi bạn đi học cái lớp làm chủ doanh nghiệp của mình. Và bạn về bạn có một cái hành động rất là quyết liệt. Rất là quyết liệt. Bạn mua một loạt những cái quyển sách của mình, quyển sách vượt biên lớn và quyển mỗi ngày một chút thôi của mình để bạn đi bán. Và khi bạn đi bán, bạn đi đường phố bạn bán thôi, bạn muốn làm một cái việc đột phá mà. Và bạn đi bán vậy thì bạn mới gặp những bạn sinh viên, đứa thì ở trong quán cà phê ngồi trên gì ngồi trên cái điện thoại chơi game, rồi đi vào trúng những cái gì những cái nhà mà đứa sinh viên ở thuê, tụi nó toàn là nó toàn là chơi không à. Các bạn chưa, nên là bạn ấy sao hối tiếc cho mấy đứa này đó. Bạn nói sinh viên giờ sao nó toàn là được chơi game, nó ngồi quán cà phê đâu đây kia không. Và các bạn thấy không, bạn nói sao mà uổng phí quá, hồi kia bạn không ý thức được cái việc này. Và bây giờ bạn đột phá một cái là bạn như thế nào bạn muốn làm gì bạn muốn làm một cái việc phải đi bán hàng như vậy, phải luyện như vậy. Bạn nói là phi thương là bất phú. Bao nhiêu năm đi làm công rồi nó cũng bấy nhiêu chuyện thôi, mà bây giờ bạn muốn đột phá cái việc đó. Các bạn giờ chúng ta phải có những hành động đột phá cái cá nhân của chúng ta đi, còn không có lòng vòng như vậy hoài. Ý anh Văn là khi khởi nghiệp thất bại dẫn đến thua lỗ, vậy theo thầy ý chí để khôi phục lại là gì? Theo em là như vậy. Ok, ý chí để khôi phục lại thì làm lại thôi chứ, chúng ta phải làm lại cho được. Chứ có ý chí gì đâu. Thua lỗ, thất bại thì bây giờ chúng ta làm lại và rút kinh nghiệm lại.
Nguyên nhân chúng ta thua lỗ là chúng ta có một cái gì đó nó sai, và chúng ta ngồi đúc kết lại nó sai cái gì, rồi chúng ta làm lại. Hồi kia mình cũng đã từng thua lỗ rồi, mắc xương gỗ rồi, bán nhà bán cửa ra nhà trọ ở luôn rồi, rồi sau đó bắt tay làm lại thôi. À, nhiều lúc chúng ta dùng cái từ ý chí rồi gì cho nó quan trọng chứ. Biết rằng con đường mình phải đi là mình phải đi thôi, té thì đi lại. Bạn hiểu chưa? Ví dụ cái mục tiêu của bạn là đi từ đây ra Nha Trang, mà đi ra Long Khánh lỡ nó té thì làm gì? Thì phải đứng dậy đi, đi lại tiếp, và đi cẩn thận hơn, đi tốt hơn, đừng để cho nó té. Quy luật nó là như nhau. À, nó không có phải là, nên là có những người bạn càng nói cái từ ý chí, bạn càng kêu nó nhiều thứ qua vô đó thì bạn lại càng làm không được. À, bạn làm cho nó phức tạp thôi. Té rồi đứng dậy đi tiếp. Biết rằng con đường đó là mình phải đi, là mình phải đi. Rút kinh nghiệm, đúc kết mà kinh nghiệm lại bài học. Té thì lại đi lại, đúng rồi. À, chúng ta làm thì chúng có đúng có sai. À, làm sao hạn chế té là được rồi. Lý do té là không biết cách thôi. Thì bây giờ em muốn làm lại thì em phải đi với những người có kinh nghiệm. Nguyên nhân chúng ta té là thứ nhất là thiếu kiến thức, cái thứ hai là thiếu kỹ năng, cái thứ ba là thiếu kinh nghiệm. Thiếu đó thì trước sau nó cũng té à. Được thì nó hên thôi, trước sau thì nó cũng té thôi. Ok chưa bạn Lâm Văn ơi? À, cảm ơn bạn Ken Phúc đã viết lại rất là rõ ràng. Bạn Phúc, em xem live stream rất là nghiêm túc, bạn rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cái điều thứ 11 là người doanh nhân thành công là họ nghĩ đến cái sự dư dả trước, họ thiết kế cái cuộc sống của họ, họ tập trung cái mục tiêu của họ là mỗi ngày nó phải có thêm, nó có thêm cái sự dư dả rất là tuyệt vời. Còn những người doanh nhân thất bại là họ như thế nào ạ? Họ tập trung vào cái sự thiếu thốn, họ có thì họ cũng ngại trải nghiệm, họ ngại tiêu xài. À, họ giữ những đồng tiền nó khư khư vậy á, và thế là nó như thế nào ạ? Họ lại mất mát hết. Cái điều thứ 12 các bạn ghi vô, họ tập trung vào giá trị thực của họ. Ok chưa? Họ tập trung vào giá trị thực của họ. À, giá trị thực á. Còn cái người doanh nhân thất bại, cái người doanh nhân thành công á, thì họ tập trung vào giá trị thực của họ. Còn cái người doanh nhân thất bại á, là họ tập trung vào thu nhập từ công việc của họ. À, cái người doanh nhân thành công là họ tập trung thu nhập từ cái gì ạ? Từ cái giá trị thực của họ. Mà muốn có được cái giá trị thực đó là phải làm xuyên học hành, phải làm xuyên luyện để chúng ta có kỹ năng, phải làm xuyên gì nữa, phải làm xuyên trải nghiệm nhiều để bạn thực sự trở thành một người giỏi, thực sự trở thành một người chuyên gia. Và chính cái giỏi, cái chuyên gia đó, người ta mới trả cho bạn nhiều tiền và bạn kiếm nhiều tiền từ cái việc đó. Ai cũng vậy, mình sẽ ghi lên trên cái bảng để cho các bạn dễ hình dung. À, cái cách chúng ta tập trung vào cái giá trị thực của mình. À, mình ghi về trên cái bảng này để các bạn dễ hình dung nha. À, mình sẽ quay lại ha. À, mình sẽ cho cái máy nó quay lại. À, và các bạn sẽ thấy cái bảng nó rõ hơn. Và mình sẽ ghi trên cái bảng này để cho các bạn dễ hình dung hơn. Ok chưa? Đó, ok, các bạn thấy cái bảng chưa? Ừ. Vậy thì cái người, các bạn chào nhau đi nha. À, chúng ta chào nhau, các bạn giới thiệu nhau. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì kết nối với mình. Ừ. Họ tập trung vào giá trị thực đó như thế nào? Ai cũng vậy á. Chúng ta bắt đầu từ cái level này vậy. Thì cái level đầu tiên là chúng ta level gì? Level baby. Baby. Baby là level thấp nhất, là level còn phải đi học, giống như Bambi nhà mình á. Các bạn vô không? Giống như Bambi nhà mình, nó còn nhỏ, nó bé. Bạn mới ra kinh doanh, bạn cũng là level baby thôi. Bạn mới ra trường, bạn cũng level baby, không biết gì hết. À, thì cái người baby này là phải đi học nhiều, phải học tập, phải luyện nhiều. Bạn mới ra kinh doanh, bạn chưa biết, thì bạn là level baby, nhỏ, phải đi học nhiều. Bạn học miết, bạn luyện miết thì bạn sẽ lớn lên một chút xíu. À, người ta gọi là level gì? Student. Là mấy đứa sinh viên á. À, student đó là mấy đứa sinh viên đó, là bắt đầu nó lớn lên một chút xíu. Bắt đầu nó biết được chút xíu. À, nó giỏi hơn một chút xíu.
À, cho bạn Uyên Đoàn, cho bạn Lê Thiên. Ok chưa? Lớn hơn một chút xíu, nó kinh nghiệm một chút xíu, nhưng mà bạn đang ở level baby nè, bạn đang ở level xưa thì bạn vẫn mất tiền. Cái người sinh viên này thì bắt đầu nó có tiền, bắt đầu nó đi làm thêm đồ được, nhưng mà nó vẫn mất tiền. Nó chưa có tiền nhiều được. Và bạn luyện nữa, ngày bạn giỏi hơn thì bạn lớn lên một cái level tiếp theo nữa, người ta gọi là level gì? Teacher. Ok chưa? Teacher. Teacher nghĩa là bạn bắt đầu bạn đi dạy dỗ ai đó, nghĩa là bạn chỉ lại được cho ai đó. Ví dụ như mấy đứa trưởng phòng, đây là bạn nhân viên mới vô thực tập nè, chưa đi làm nè, đi làm được thời gian nè. Còn teacher là level trưởng phòng, bắt đầu lên làm sếp lãnh đạo rồi thì bắt đầu bạn có thu nhập cao hơn. Tại sao bạn được làm trưởng phòng? Bởi vì sao? Bởi vì bạn giỏi kinh nghiệm hơn, bạn biết nhiều thứ hơn. À, tuy nhiên cái chỗ này thì bạn mới giúp cho bạn nghèo ổn định thôi. Cứ từ nghèo ổn định rồi mình có phân tích cho bạn rồi đúng không? Rồi chúng ta tiến tới một level cao hơn nữa, người ta gọi là level gì? Master là bạn là người rất là giỏi, bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó, bạn giỏi vô cùng, bạn dùng chưa? Bạn là chuyên gia trong lĩnh vực, bạn rất là giỏi. Bạn phải tiến tới cái level chuyên gia. Các bạn nãy giờ các bạn có thấy mình chia sẻ cho bạn không? Mình ghi trên bảng các bạn có thấy rõ không ạ? Các bạn có nghe mình nói không? Các bạn có thấy mình rõ không? Các bạn comment xuống. Các bạn thấy là các bạn có thấy rõ không ạ? Để mình biết để mình điều chỉnh. Nên là không có. Muốn thành công và hạnh phúc là phải có mục tiêu và ý chí đúng không anh? Thì dĩ nhiên rồi. Mình không có mục tiêu thì làm sao mình đạt được mục tiêu? Ok, bạn yên đòn không? Còn làm việc thì đòi hỏi là chúng ta giữ vững cái công việc đó, chúng ta vượt qua mọi cái khó khăn thì cái đó người ta gọi là ý chí. Còn làm nửa chừng bỏ là người ta nói là không có ý chí. Khó khăn một chút xíu bỏ là người ta gọi là không ý chí. Ok. Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn như thế nào comment xuống. Và bạn nào chưa hai cái quyển sách của mình thì các bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình đi. Đây là quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Còn cái quyển tiếng Anh này thì bán ở trên Amazon rồi. Các bạn mua hai cái quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng. Trong cái group đó các bạn hỏi cho mình những câu hỏi kinh doanh thì bắt đầu mình mới trả lời cho bạn. Dạ có ạ, thấy và nghe tốt ạ. Ok, tuyệt vời. Đó là bạn nào mà chưa có hai quyển sách của mình thì tranh thủ mua hai quyển sách của mình, thì mình add các bạn vào một cái group riêng, cái group bí mật. Thì những bạn có sách thì mới được vào cái group đó. Các bạn khắp mọi miền đất nước, trên khắp mọi miền đất nước các bạn mua hai cái quyển sách này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao đến nhà bạn qua đường bưu điện, và giao đến nhà thì cái nhân viên nó thu tiền luôn. Hai quyển có 110.000 hai quyển là 210.000 qua đây. Hai quyển là có 210.000 và free ship cho bạn, giai đoạn này là free ship. Sau này là sẽ không free ship nữa. Và được ép bạn vào group, điều đó rất là tuyệt vời. Và các bạn nào muốn vào group thì các bạn phải trả lời được hai câu hỏi. Các bạn phải trả lời được ba câu hỏi. Các bạn nào mà không trả lời được ba câu hỏi thì các bạn không có vào group. Nhiều bạn cứ nói là kêu ép em vào group mà các bạn không chịu trả lời câu hỏi thì không có vào group được. Phải chính xác trả lời được câu hỏi thì mới vào group. Ok. Bạn Uyên Đoàn muốn mua sách. Ok em, ngày mai nhân viên sẽ giao tới cho em. Ok bạn Uyên Đoàn ơi. Các bạn nắm rõ chưa? Đó. Nghĩa là chúng ta tập trung vào cái giá trị thật của mình. Chúng ta tạo ra cái giá trị thật của mình và chúng ta thu nhập từ cái việc đó. Chúng ta tạo thu nhập từ cái việc đó. Bản thân mình cũng vậy. Mình tập trung nè, mình phải vừa học hành nè, mình phải vừa kinh doanh nè, mình phải lao ra làm nè, để mình có những cái kinh nghiệm, để mình có những cái trải nghiệm. Và cái đó là cái giá trị thật ở phía bên trong cái con người của mình, nên mình mới viết ra được sách. Các bạn thấy không ạ? Mình mới viết ra được cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình mới viết ra được cái quyển sách này. Cũng như là mình mới viết ra được cái quyển sách này. Vượt Biển Lớn. Ok chưa? Tại vì mình tập trung vào cái giá trị thật của mình. Mình mới ra được cái gì? Mình mới ra được cái quyển sách gì? Beyond the Way. Bằng tiếng Anh. Ok chưa?
và chuẩn bị mình ra cái quyển sách tiếp theo là bán hàng online. Bao nhiêu chưa? Thì khi mà mình tập trung vào và cái con người mình thực sự nó có cái giá trị đó, thì tại sao hiện tại mình đứng lớp và các bạn trả tiền cho mình? Bởi vì mình có cái giá trị đó. À, mình hiểu về nó và mọi người trả tiền mình bởi cái giá trị đó. À, còn không thì như thế nào? Bạn phải đi làm việc mà bạn cho lãnh lương. À, mình đứng lớp, mình tự tổ chức lớp. À, và lớp càng đông thì mình thu nhập nhiều, và lớp ít thì mình thu nhập ít. Vậy thì nó tùy thuộc vào cái năng lực của mình. Và mình muốn học viên đông thì mình phải ráng cố gắng, mình luyện năng lực mình nó cho giỏi, mình làm sao mình tuyển học viên nhiều thì cái thu nhập của mình nó sẽ tăng lên. Các bạn nhận ra điều này không ạ? À, nghĩa là người thành công họ tập trung vào cái giá trị thật của họ, họ tập trung vào việc xây dựng công ty, họ tập trung vào bán hàng, họ tập trung vào để họ có những cái thương hiệu, những cái sản phẩm tốt, và họ tập trung vào cái việc bán, và họ bán nhiều thì họ sẽ được hưởng gì? Họ sẽ có thu nhập trên cái gì? Trên cái công họ hưởng đó, trên cái công sức họ làm đó. Còn người làm công là cứ đi làm tới tháng lãnh lương, ok chưa? Nên là hai con người này nó tập trung vào hai cái cách làm khác nhau, nên chừng cuối cùng thu nhập họ khác nhau. À, nó là cái điều thứ 12. Các bạn thấy chưa? Người kia là họ tập trung vào cái sự, họ tập trung vào giá trị thật của họ, ok chưa? Tiếp tục số 13, quản lý tốt tiền bạc. À, người thành công, người doanh nhân thành công là họ quản lý tốt tiền bạc, họ rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc. À, còn người doanh nhân thất bại là họ không có quản lý tốt tiền bạc. À, họ tham làm giàu nhưng mà họ không có giỏi về tiền bạc. Cái người doanh nhân thất bại họ tham làm giàu lắm, họ nghe ai đó nói là làm cái này nhanh giàu lắm nè, giàu nhanh lắm nè, là họ tham gia liền. Và họ không biết rằng những cái giàu nhanh đó là những cái mà như thế nào, phần lớn là họ dụ các bạn không à, mà họ không có biết, hoặc là họ như thế nào à, họ nghe chỗ nào nói bỏ ít tiền thôi nhưng mà lãi rất là nhiều, là họ bỏ liền. À, họ cứ tìm cái gì dễ dễ đó. Những cái người thất bại là những người mà họ luôn tìm cái gì dễ dễ đó họ làm. Và tất cả những người mà họ muốn lấy tiền từ các bạn đó, họ cứ bám vào cái câu đó, họ nói là tự nhiên các bạn bị dính đi. À, cứ tập trung tìm cái gì dễ dễ làm. À, làm cái gì, tìm cái gì dễ dễ làm, tìm cái gì. Những cái bạn mà tới học kinh doanh của mình cũng vậy, và những cái con người mà học kinh doanh thất bại là họ cứ liên tục họ đi tìm cái gì dễ dễ đó làm, họ đi tìm cái sản phẩm gì đó dễ, họ tìm cái sản phẩm gì bán lại nhiều. Thực sự thì nó cũng chả có sản phẩm dễ, mà nó cũng chả có sản phẩm bán lại nhiều. Khi chúng ta biết rõ về nó thì nó dễ, khi chúng ta không biết thì nó khó, chứ không phải là chúng ta đi tìm sản phẩm dễ. À, có bạn kia bạn đi bán xôi, bạn đi bán mấy cái bánh cuốn mà bạn vẫn cứ mua nhà cửa ở Sài Gòn được. Còn có những người đi bán buôn bán bất động sản mà càng làm thì càng bán nhà. À, các bạn chưa, vậy thì cái nào nó dễ hơn và cái nào nó khó hơn? Nó không phải dễ và khó, mà là bạn phải chuyên tâm, bạn phải làm việc rất là chuyên tâm, và bạn phải làm việc đến nơi. À, và bạn phải quản lý tốt tiền bạc, phải biết gì à? Biết chúng ta có cái khoản tiền thì chúng ta như thế nào. Bây giờ mình ví dụ ha, mình ví dụ các bạn mà đọc những cái quyển sách làm giàu, người ta hay hướng dẫn mình, hướng dẫn những cái cơ bản trong quyển sách làm giàu. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái điều này chưa? Và nếu các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn sẵn sàng. Ok chưa? Sẵn sàng rồi thì ví dụ ha. Bạn lập cho bạn những cái quỹ sau. Cái quỹ thứ nhất, cái quỹ thứ nhất là người ta nói cái quỹ gì quỹ ăn chơi. Mình ví dụ nó như vậy đi, quỹ ăn chơi. Thì các bạn phải dành 10% trong tổng thu nhập của bạn cho quỹ ăn chơi. Theo cái công thức mà Tư Duy Triệu Phú người ta chia sẻ nó như vậy, 10%. 10% cho quỹ thu nhập cho ăn chơi. Ví dụ như là bạn thu nhập một tháng 10 triệu thì bạn phải dành 10% là 1 triệu cho ăn chơi. Ăn chơi ở đây nó không có nghĩa là ăn chơi cái gì đó ghê gớm đâu, không phải vậy. Nghĩa là chúng ta phải trải nghiệm, trải nghiệm.
cái bia gì chưa uống thì cũng uống thưởng cha cho biết, cái phim gì chưa coi thì nên đi xem cho biết, cái gì cái quán nào chưa ăn thì nên đi cho biết, nơi nào chưa tới nên đi biết. Chúng ta chi tiêu trong 10% này thôi, ví dụ thu nhập 10 triệu thì chi tiêu trong 10% này thôi là 1 triệu, ok chưa? Rồi chúng ta dành gì, dành cho quỹ học tập, ok chưa? Quỹ học tập là 10%, dành cho quỹ học tập là 10%. À, nghĩa là trong 10 triệu thì chúng ta cũng phải dành cho học tập là khoảng 10%, là 1 triệu cho việc đi học tập. Học tập mới làm cho chúng ta lớn. Cái ăn chơi thì nói vậy, nhưng mà cái ăn chơi nó giúp cho chúng ta có trải nghiệm cuộc sống. Còn cái học tập đây này, nó giúp cho chúng ta hiểu những cái kiến thức ở đời này. À, cái gì chúng ta chưa biết thì chúng ta đi học. Ví dụ như là bán hàng chưa biết thì đi học bán hàng. Marketing chưa biết thì đi học marketing. Bạn càng khó, càng không có tiền là bạn càng đi học. Lại không chịu đi học mà lại lòi đi kiếm tiền, mà làm thì làm không được thì nó trở thành lão quẩn. Nên là thu nhập ít cũng phải dành cái kinh phí đi học. Nắm rõ chưa các bạn ơi? Nắm rõ chưa? Ý của người ta là vậy. Hồi nãy giờ các bạn thấy nào cái hay thì các bạn comment suốt. Mình thấy các bạn không có comment gì hết. Chào bạn Lộc Nguyễn, chào bạn kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thịnh, ok chưa? À, nó làm như vậy, dành 10% cho đi học. Nếu mà các bạn mà thu nhập tới 100 triệu thì các bạn thấy 10% cho ăn chơi là tới 10% là tới 10 triệu để chi tiêu. À, 10% cho học tập thì dành tới 10%, tới 10 triệu đi học, các bạn hiểu chưa? Nhưng mà thực sự cái công thức này là dành cho những người khó khăn, những người ít tiền, còn những người có tiền thì mình sẽ tính theo khác. Rồi, chúng ta dành cho cái gì nữa? Dành cho những cái chi tiêu dài hạn. À, người ta gọi là những cái chi tiêu dài hạn là 10%. À, những cái chi tiêu dài hạn. Ví dụ như là bạn muốn mua nhà, hoặc là bạn muốn mua một cái iPhone mà giá nó rất là cao, bạn muốn mua một cái MacBook, ví dụ vậy, ok chưa? Bạn muốn mua một cái MacBook. À, thì bạn phải dành ra một cái khoản tiền là 10% trong khoảng 10 triệu đó để góp. Ví dụ bạn muốn mua một cái iPhone 20 triệu thì chúng ta cứ góp khoảng 20 tháng luôn cho thu nhập 10 triệu của bạn đó, để chúng ta đủ 10%, 20 triệu để chúng ta đi mua cái điện thoại đó chúng ta dùng. À, ok chưa? Rồi chúng ta phải gì ạ? Dành cho cái quỹ gì nữa ạ? Người ta gọi là cái quỹ gì ạ? Cái quỹ từ thiện. À, ok chưa? Cái quỹ từ thiện. À, cái quỹ từ thiện thì khoảng 5% đến 10% tùy. À, chúng ta cũng phải cho người khác, dù nghèo chúng ta cũng phải cho người khác. Và khi chúng ta cho thì cái tấm lòng của chúng ta tự nhiên nó quảng đại hơn. À, chúng ta thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Và chúng ta lại cố gắng gì ạ? Làm nhiều hơn. Bạn hình dung chưa? Cố gắng làm nhiều hơn. Làm nhiều hơn nữa. À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, và chúng ta lại có cái quỹ gì nữa? Cái quỹ ăn chơi nè, một là ăn chơi nè, hai là quỹ học tập nè, ba là quỹ đầu tư dài hạn đúng không, bốn là cái quỹ cho đi nè. À, còn năm là cái quỹ gì ạ? Năm là cái quỹ cho cái cuộc sống của chúng ta, cái quỹ gọi là chi trả cho cuộc sống á, cái quỹ hàng ngày cho chính cái cuộc sống của chúng ta, thì nó chiếm khoảng từ 50 đến 55%, ok chưa? À, đến từ 50 đến 55%, ok chưa? Là cơm nước gạo tiền đồ đó. À, là được bao nhiêu rồi? Đó là 1, 2, 8 nè, 8, 90 rồi, còn 10% hả? 10% là dành cho cái khoản đầu tư dài hạn. Ok, bạn cần phải đầu tư vào một cái gì đó 10% nữa, ok chưa? Đó, cái đây là theo cái công thức của tư duy triệu phú á, người ta tính nó như vậy đó. Và hồi xưa mình cũng chưa biết cái công thức này nó là cái gì đâu. À, mà mình đã biết cách, hồi xưa mình cũng đã biết cách là mình trải nghiệm rồi, mình dành tiền để mình mua sách, mình đi học rồi mình vào Sài Gòn này đó. Mình dành tiền để mình mua sắm, mình sắm sửa, và tính vì cái như vậy nó làm cho cái cuộc sống mình nó phát triển, dù hồi đó mình chưa có tiền. À, cho tới sau này cái công thức này nó rất là hiệu quả cho những người thu nhập thấp. Còn khi thu nhập cao, ví dụ bạn thu nhập một tháng 100 triệu thì dành 10% ăn chơi thì nó cũng kinh quá. Thì chúng ta giảm lại, nhưng mà
Hiện tại các bạn thấy cái tiền này mình gia đình mình đi du lịch, ví dụ như là Tết vừa rồi mà gia đình mình đi du lịch Dubai là ba người là mỗi người cũng khoảng 40 triệu đúng không, là cũng trăm mấy. Hè này gia đình mình sẽ đi châu Âu nữa, thì mỗi người trong mình cũng khoảng mắc hết 60 triệu nữa. Bambi thì rẻ hơn 70%, 7.642 là Bambi cũng 40 mấy triệu, mình với vợ là thành là 60 mấy triệu, ok chưa? 60 là 120, 40, các bạn chưa, khoảng 160 triệu, ok chưa? Thì mình đi chơi rồi mình dành, mình thu nhập hàng năm đó, mình dành được khoản đó để mình đi chơi, để mình trải nghiệm. Hàng năm mình học hành, hiện tại thì cái khoản mình hàng năm học hành mà thì mình không học ở cái khoản này. Nói chung những người có thu nhập cao thì cái này nó hơi khác một chút xíu, nhưng cái công thức này nó vô cùng hiệu quả cho cái người gì các bạn ơi, biết không? Cho những người có thu nhập. Thu nhập gì à? Thu nhập gì các bạn vô? Thu nhập gì? Thu nhập thấp. Những người có thu nhập thấp họ đi theo công thức này thì họ sẽ rất là hiệu quả. Ok các bạn ơi. Và ủa hồi nãy giờ sao các bạn không comment gì hết nha? Các bạn nào mới vào không? Các bạn chào mình đi để mình biết chứ. Các bạn không có comment gì hết, comment xuống đi các bạn ơi. Để mình nhìn thấy các bạn comment mình mới năng lượng. Các bạn xem không mà các bạn không comment, mình cảm giác là các bạn ít tương tác với mình. Ok chưa? Và bạn nào muốn kinh doanh, muốn hiểu sâu hơn thì các bạn nhớ mua hai cái quyển sách của mình nha. Sách sẽ được giao đến cho bạn khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Sách giao đến các bạn khắp mọi miền đất nước. Các bạn ơi. Và hai cái quyển này chỉ có 210k thôi. Và hoàn toàn free ship luôn, tới nhà bạn luôn. Trong thời gian này là free ship. Chào thầy. Đẹp trai. Ok. Chào bạn Bác Sơn. Mình mà đẹp trai gì? Mình là người rất là bình thường. Ok chưa? Đang nghe đây mà thầy. Ok. Vừa nghe vừa comment bạn Thoại ơi. Chứ nghe không thì tự nhiên không có biết. Và bạn nào mà có hai cái quyển sách của mình thì như thế nào thì các bạn sẽ được add vào một cái group riêng. Và cái group đó sẽ trả lời những câu hỏi của bạn kinh doanh. Và group đó các bạn sẽ được kết nối với tất cả những bạn kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Ok, chào bạn Kim Loan. Toàn là những người đam mê kinh doanh. Và vào đó mình sẽ, những cái câu hỏi kinh doanh mình sẽ nói rất là sâu vào trong đó. Nên là group này là chỉ dành 100% dành cho những người làm kinh doanh. Ok, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn tranh thủ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Tranh thủ chia sẻ đi các bạn ơi. Để gì à? Để có nhiều người biết. Và bạn đã gieo duyên rồi. Bạn đã gieo duyên, một cái gieo duyên rất tuyệt vời. Ok chưa? Khỏi quỹ đen của các ông nữa, phải không thầy? Cái quỹ đen thì khác à. Hồi nào mình sẽ nói về quỹ đen riêng. Còn ở đây là đang nói cái quỹ rất là chính quy của những người triệu phú, họ hay làm. Lúc họ không có tiền, họ làm theo cái cách này để họ trở thành triệu phú. Ok chưa em ơi? Chứ nó không phải là quỹ đen gì hết đó em ơi. Họ làm theo cái cách này để họ trở thành triệu phú. Ok chưa? Các bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì tranh thủ các bạn chia sẻ đi nha. Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để chúng ta đi tiếp chưa? Nếu sẵn sàng đi tiếp rồi thì các bạn nói là sẵn sàng rồi. Để mình như thế nào ok chưa? Mình lại chia sẻ tiếp các bạn. Chia sẻ đi, em đã mua sách vượt biên lớn rồi. Vậy có add vào group không thầy? Có chứ, bạn báo thì mới add chứ. Bạn đã mua sách vượt biên lớn hả? Đã nói là hai quyển. Một quyển thì không có được. Đã nói là hai quyển. Chúng ta mới được vào group, ok chưa không? Bạn Julie Lê. Hai quyển. Ok chưa? Rồi. Chào bạn Quyên Quốc. Ok chưa? Các bạn nào có câu hỏi nào thì hỏi mình để mình trả lời tiếp. Tiếp tục. Chúng ta tiếp tục là điều thứ 14. Tức là cái điều thứ 13 là cái người kinh doanh thành công là họ quản lý tốt tiền bạc, họ làm. Chúng ta phải có năng lực giữ tiền, làm ra tiền. Phải có năng lực làm ra tiền. Nếu mà bạn không có năng lực làm ra tiền thì các bạn tệ quá rồi. Các bạn phải có năng lực làm ra tiền. Mình cũng không có ép đâu bạn Thùy Lành ơi.
Mình sẽ cho bạn cái đường link và bạn trả lời được đường link thì bạn 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 vào, bạn không trả lời được thì bạn không có vào. Ok chưa? Chứ cũng không có ép. Chính các bạn tự ép. Mình chỉ gửi cho các bạn đường link thôi. Và bạn nào như thế nào ạ? Bạn nào mà làm đúng quy trình thì các bạn vào, các bạn nào không đúng quy trình thì các bạn không có được vào. Ok chưa? Tiếp tục đi các bạn ơi. Tiếp tục. Chúng ta phải có khả năng quản lý tiền bạc tốt. Mà trước khi quản lý tiền bạc thì phải có năng lực làm ra tiền. Nếu mà các bạn mà tạo ra tiền mà chỉ cho mỗi cái cuộc sống cá nhân của bạn thôi, mà bạn sống còn không xong thì cái năng lực kiếm tiền của bạn nó yếu quá. Mà nó cái năng lực cơ bản và quan trọng nhất trên đời này đó là năng lực kiếm tiền. Chào bạn Tiến Sao Mai. Mà cái năng lực kiếm tiền của mình, của bạn nó yếu quá thì đừng có nói tới cái chữ làm giàu rồi nè. Luyện cái năng lực kiếm tiền lên. Mà muốn có tiền thì các bạn biết không, phải học hành, phải có kiến thức, phải có kỹ năng và sẵn sàng trải nghiệm. Cái gì cũng không biết hết thì làm sao mà bạn mướn người ta còn không muốn trả tiền bạn nữa. Đừng có nói bán hàng thì cũng sợ, mà học thì không chịu học, chỉ làm những việc con thôi thì làm sao mà có tiền nhiều được. Nó là hãy suy nghĩ và hãy tập trung luyện. Muốn giỏi một cái gì nó đâu có khó đâu, bạn tập trung bạn làm một thời gian là nó giỏi thôi. Nhưng mà cái điều các bạn không có chịu làm rồi làm không chịu làm rồi không chịu đi học, rồi đi học á thì người ta chỉ rồi thì không chịu tập trung làm, mà lại gì, lại cứ tự làm theo cái ý mình, đã không biết rồi mà còn làm theo ý mình. Đi học thì nghe ông thầy hướng dẫn cũng không chịu nghe, thì chừng cuối cùng họ học đã rồi về họ cũng chả làm được cái gì. Nó là các bạn nào mà hiện tại mà thu nhập các bạn thấp quá mà chỉ có nuôi cái cuộc sống của bạn không thì rõ ràng là cái năng lực kiếm tiền của bạn nó bé kém quá, mà cái năng lực cơ bản nhất trên đời này là năng lực kiếm tiền. Bạn nào tốt hơn thì bạn kiếm tiền lo được cá nhân bạn và lo được gia đình của bạn, thì năng lực của bạn tuyệt vời hơn. Gia đình đây là lo gia đình đó nha, lo cho con cái được học hành đàng hoàng. Chứ còn mà bạn nói bạn lo gia đình nhưng mà đủ sống, thiếu ăn thiếu mặc thì cũng không có được. Rồi mua được nhà cửa riêng, nói chung cái cuộc sống gia đình phải được tốt. Rồi tiếp theo nữa là bạn có tiền, bạn giúp ba mẹ anh chị em nữa thì ok, cái năng lực kiếm tiền bạn nó tốt hơn nữa. Và sau đó như thế nào bạn có thể là kinh doanh, đầu tư, rồi tạo thu nhập cho gì cho nhân viên của mình. Rồi cái việc kinh doanh của bạn tốt, bạn tạo thu nhập cho đối tác, bạn tạo thu nhập cho nhiều người khác, bạn giúp cho nhiều người khác, năng lực kiếm tiền của bạn rất là tuyệt vời. Đó, nên do những người thành công là những người họ làm được cái việc này. Tuy nhiên cái đó là mới là cái năng lực làm ra tiền. Sau đó bạn phải có năng lực bảo vệ tiền. Các bạn thấy hồi kia mình cũng đã từng làm ra tiền, rồi mình làm mất sạch tiền, rồi mình bán nhà, bán cửa, mình ra nhà trọ mình ở. Nghĩa là mình đã biết cái năng lực làm ra tiền, nhưng mà mình không biết cái năng, mình lại bị vướng cái năng lực gì năng lực bảo vệ tiền. Sau đó mình mới học được cái bài học đó, rồi mình mới xây dựng lại từ đầu. Rồi bây giờ mình mới mua nhà, mua cửa, rồi mình mới tạo ra cái sự nghiệp cho riêng mình. Bây giờ thì mình hiểu ra được mình cần phải bảo vệ tiền mình nó như thế nào. Chào bạn Nguyễn Thương. Em vừa nhận được hai quyển sách của thầy, em mới bắt đầu đọc rất hay. Ok chưa? Tuyệt vời bạn Nguyễn Thương. Cảm ơn em rất là nhiều. Em đọc cái quyển Vượt Biển Lớn trước, rồi cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi em đọc sau. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Hoàng Vũ. Đúng rồi, bảo vệ tiền nha, nha Vũ ơi. Phải biết cách. Giống như chúng ta đi đến trận á, chúng ta đã thắng được rồi thì chúng ta phải bảo vệ được cái đó. Giống như chúng ta đi gì chúng ta thắng được trận vô địch thì chúng ta phải có cái năng lực để bảo vệ cái trận vô địch đó. Chứ mùa sau chúng ta lại hết vô địch thì rõ ràng là cái phong độ chúng ta nó đã bị đi xuống. Nên chúng ta cần phải có cái năng lực gì năng lực bảo vệ tiền của mình. Ok chưa? Rồi chưa nữa, điều đó vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải luyện năng lực gì làm cho tiền của mình nó sinh sôi nảy nở. Chào bạn Phạm Thị Thu Thảo. Ok. Chào bạn Nguyễn Minh Trí. Ok. Chào bạn Nguyễn Hoàng Vũ. Ok chưa?
À đúng rồi, không biết cách thì bị người khác lầm mắt. Ok chưa? Chính xác luôn, bà Nguyễn Hoàng Vũ, chính xác luôn. Bởi vì mình có tiền mà mình không biết giữ thì người khác họ sẽ lượm tiền của mình. Điều đó nó là điều hiển nhiên. Ok, bạn đi đón con đi. Còn mà sau đó bạn vô bạn nghe lại. Ok, bạn Hương Nguyễn. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống. Dạo này xuất bản sách rồi anh. Bạn Trần Quang Đức. Dạo này xuất bản sách rồi anh. Ok. Mình đã xuất bản được mấy cái quyển sách này rồi nè bạn Đức ơi. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn nè. Quyển thứ hai quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi nè. Và quyển thứ ba là quyển Bì Dân The Way. Bì Dân The Way là đang bán trên Amazon ở nước ngoài. Hai cái quyển này đang bán ở Việt Nam và bản Đức. Bạn mua hai cái quyển này đi nha. Mua để đọc nha bạn Đức ơi. Và mình chuẩn bị ra cái quyển thứ tư nữa rồi. Là quyển bán hàng online. Khoảng 1-2 tháng nữa là ra cái quyển đó rồi. Mình ra sách lâu rồi mà. Ok chưa? Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn chào và kết nối mình đi. Sau cái livestream này thì mình sẽ làm quen với các bạn. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới cái yếu tố về tiền đúng không? Mình đã chia sẻ tới này rồi. Khởi nghiệp từ 5 xu sao, đúng rồi. Ok chưa? Hồi kia mình vô Sài Gòn mình hai bàn tay trắng mà bạn Đức đâu có gì phải thắc mắc đâu nha. Cái chuyện rất là bình thường mà. Tất cả những người họ có tiền thì trước kia họ đều không có tiền. Vâng. Ok chưa? Nó không phải là cái lý đâu mà nó là hợp lý đó. Nó là phù hợp đó. Tất cả những người có tiền thì trước đây họ đều không có tiền. Trước khi chúng ta lớn thì ta là một đứa bé. Trước khi cái cây nó có nhiều trái thì trước đó nó chỉ là một cái hạt. Đó là nguyên lý tự nhiên chứ cũng không phải là có lý gì hết, mà nó là nguyên lý tự nhiên. Vâng, chúng ta tiếp tục. Cái điều thứ 15 là họ biết biết họ bắt cái đồng tiền làm việc cho họ. Cái người kinh doanh thành công á là họ bắt cái đồng tiền làm việc cho họ. Còn người kinh doanh thất bại là họ làm việc cận lực vì tiền. Họ lao ra họ làm vì tiền. Cái người kinh doanh thành công là họ bắt đồng tiền làm việc cho họ. Ok, chào bạn Hoa Kim. Rất là tuyệt vời bạn Hoa Kim. Bạn Trần Quang Đức, bạn mua hai quyển sách này về đi các bạn ơi. Hai quyển sách này là chỉ có 210.000 giao đến nhà bạn luôn. Free ship trên khắp mọi miền đất nước. Sách giao tới thì bạn gửi tiền cho cái người giao sách đó là xong. Bạn muốn ở tỉnh nào thì cũng giao bạn, kể cả ở nước ngoài. Hiện tại các bạn ở nước ngoài nhờ mình gửi nhiều lắm, nào là ở bên Mỹ, nào là ở bên Nhật, khắp mọi nơi hết. Ok chưa? Vâng, và mình lại nói tiếp là cái người kinh doanh thành công thì họ bắt đầu tiên làm việc cho họ. Nghĩa là lúc đầu thì họ ra họ khởi nghiệp, rồi họ xây dựng công ty, họ có khách hàng, rồi bắt đầu họ tuyển nhân viên vô làm. Rồi họ tuyển quản lý vô làm. Rồi họ tuyển luôn cả những người điều hành vô làm việc cho họ. Và dĩ nhiên là nhân viên vô làm thì như thế nào họ trả lương, nghĩa là họ dùng cái đồng tiền đó làm việc cho họ. Em có sách kinh nghiệm từ 5 xu nè. Ok bạn Bá Sơn, tuyệt vời bạn Bá Sơn ơi. Bạn có hai cái quyển sách của mình chưa bạn Bá Sơn ơi? Ok chưa? Và họ biết xây dựng công ty, họ biết xây dựng đội nhóm, họ biết đào tạo ra những nhà quản lý luôn, cả họ đào tạo ra cả giám đốc luôn để làm việc cho họ. Và những người đó họ sẽ thu nhập bằng cái tiền lương, bằng những cái kết quả mà họ làm được. Đó là những cái người kinh doanh rất là thành công. Còn những người kinh doanh không thành công là những người gì họ lập ra công ty và họ lăn ra họ làm, họ làm ngày làm đêm, thậm chí họ tuyển nhân viên về, họ cho nhân viên ngồi đó, họ không biết bắt nhân viên làm gì hết, rồi họ phải lăn ra họ làm, họ kiếm tiền về họ trả cho nhân viên. Những người doanh nhân không thành công là họ lăn ra họ kiếm tiền, họ cặn lực họ làm. Mấy người đó thấy kham khổ lắm. Vậy em có một quyển à thầy. Ok, bạn mua thêm cái quyển thứ hai nữa là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi bạn Bá Sơn. Rồi bạn sẽ được add vào một trong cái group. Cái group đó là cái group bí mật để hướng dẫn về kinh doanh sâu hơn Bá Sơn ơi. Nên là em cần sở hữu hai quyển nha bạn Bá Sơn. Cảm ơn bạn Bá Sơn nhiều. Những người kinh doanh thất bại là họ làm việc cần lực vì tiền.
À, còn những người mà kinh doanh thành công là họ gì à? Họ bắt đồng tiền làm việc cho họ. À, và dĩ nhiên nguyên tắc cuộc sống mà, chúng ta càng gì à? Càng làm nhiều thì chúng ta càng giỏi. Họ bắt là đồng tiền làm việc cho họ, và đồng tiền làm việc càng nhiều thì tự nhiên họ rất là thành thạo. À, và họ là chuyên gia trong việc sử dụng đồng tiền làm việc cho họ. Họ dùng đồng tiền đó, sau này họ mướn chuyên gia, họ dùng đồng tiền đó để họ thu hút những người giỏi, những chuyên gia giỏi, à, để về làm việc cho họ. Họ dùng đồng tiền đó để họ phát triển ra hệ thống rất là rộng lớn, ok chứ? À, đó là bởi vì họ biết cách dùng đồng tiền cho họ. Còn những người kia, họ cứ họ răng ra họ làm việc vì tiền. À, ngày nào họ nghỉ là ngày đó họ hết tiền. Họ ra họ mở công ty, nó là mấy người đó họ hay nói ra làm chủ khổ như chó, họ nói mấy câu đó đó. Đó là những cái người mà họ làm việc vì tiền. Họ không có hiểu, họ không hiểu như thế nào là kinh doanh. Họ nói làm chủ khổ như chó. À, họ nói mấy cái câu đó đó. À, là bởi vì sao ạ? Những người đó họ chưa có làm chủ, mà họ cứ tưởng rằng họ làm chủ. Thực sự là họ đang tạo cho họ một cái công việc, và họ đang mắc bẫy trong cái công việc đó. Họ tạo ra công ty đó, họ có việc họ làm, và họ bị mắc trong cái công ty đó, và họ cứ tưởng rằng họ làm chủ. Những người đó họ đang ngộ nhận, họ đang ngộ nhận. À, họ là những người làm tư thôi, họ đang ngộ nhận. Ồ, giờ tức là những người tự làm á, làm tư gọi là tự làm á, không ngộ nhận, ok chưa? À, hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy hay không? Các bạn comment, các bạn xem không mà các bạn không có comment, rồi các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn luôn. À, các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn. À, hồi nãy giờ các bạn ngồi các bạn comment không à? À, mình thấy các bạn xem không mà các bạn không có chịu comment, rồi chia sẻ live stream này về nhà các bạn nữa các bạn ơi. Để sao à? Để chúng ta cùng nhau biết nha. Để mọi người, nhiều người biết các bạn nữa chứ. Ok chưa? Để có nhiều người biết các bạn nữa. Ok chưa? À, các bạn không comment gì hết, mình ngồi mình nói, mình không thấy các bạn comment, cái mình cũng đâu có năng lượng nhiều vô, năng lượng nhiều hơn chứ. À, quá tuyệt vời. Ok. À, bạn học được cái gì thì bạn tóm nó hay hơn. À, cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Ok chưa? À, và tiếp theo nữa là gì ạ? À, vậy thì tối hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp. Tối hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp. Khoảng 9 giờ rưỡi tối hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp. À, bây giờ mình có việc nên là mình tạm thời mình dừng tại đây. Ok chưa? Và bạn nào mà chưa chia sẻ livestream mình thì chia sẻ livestream mình đi, để tối nay mình lại tiếp tục mình nói ở những cái phần sau tiếp. À, bây giờ mình có việc rồi. Ok chưa các bạn ơi? Và chúc các bạn một buổi tối rất là ngon. Buổi tối nay thì mình cũng hẹn đi ăn tối với một số gia đình nữa. À, bữa tối thứ hai là buổi tối mà gia đình mình sẽ được gặp nhau, ăn uống với nhau, là điều này rất là tuyệt vời. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã có một buổi tối rất là ý nghĩa mà ngày hôm nay. Và buổi chiều nay mình chia sẻ bạn. Ok. À, bạn nói gì? Em thích kinh doanh online, đợi thầy ra sách mới ạ. À, lúc vào Sài Gòn em làm đủ nghề, thậm chí ngủ ngoài đường nhờ học hỏi. Xin đọc sách kinh doanh. Ok, bạn thích kinh doanh gì thì bạn cũng phải đọc sách cái quyển mỗi ngày một chút thôi, nó hay lắm. Bạn muốn kinh doanh thì bạn phải đọc cái quyển đó. Rồi cái quyển kia ra thì mình lại mua tiếp. Ok chưa? À, ok không? Bạn Ba Sơn ơi. Chứ chúng ta trăn trở suy nghĩ gì? Sách mà. Sách là đọc, là những cái kinh nghiệm trong đó mà. Nên bạn cứ mua đi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, tối nay chúng ta sẽ gặp lại vào cái đoạn livestream vào 9 giờ rưỡi tối nay. À, bye bye các bạn. Chúng ta sẽ gặp sau nha. Bye bye.